Bài văn khấn khi về nhà mới. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ, chư vị tôn thần, các ngài vị thần linh bản xứ cai quản trong khu vực này. Hôm nay ngày lành tháng tốt là ngày tháng 5 âm lịch. Tín chủ con là ngụ tại. Chúng con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật và các thứ trang nghiêm, kính cúng dâng bày lên trên án, trước bản tọa chư vị tôn thần kính cẩn tâu trình. Các ngài thần linh thông minh chính trực, giữ ngôi tam thai, nắm quyền tạo hóa, thể đức hiếu sinh của trời đất, phù hộ dân lành, bảo vệ sinh linh, nêu cao chính đạo. Nay gia đình chúng con hoàn tất công trình, chọn được ngày lành dọn đến cư ngụ, phần xài nhóm lửa, kính lễ khánh hạ, cầu xin chư vị minh thần gia án tác phúc, độ cho gia quyến chúng con an ninh khang thái, làm ăn tiến tới, tài lộc dồi dào, người người sẽ luôn được chữ bình an, xuất nhập hưởng phần lợi lạc. Cúi mong ơn đức cao dày các vị bề trên thương xót phù trì bảo hộ. Tín chủ sẽ lại mời các vong linh tiền chủ, hậu chủ ở trong nhà này, đất này xin cùng về đây chiêm ngưỡng tôn thần, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ thịnh vượng an khang, bốn mùa xanh tươi, không hạn ách nào xâm, tám tiết có điều lành tiếp ứng, giải tấm lòng thành, cúi xin chứng giám, cẩn cáo